Ôi, đau, đau bụng quá. Trời ơi, ông không phải ngoài hả? Không phải, giọng nào tông vậy mẹ? Trời ơi. Trời ơi, lẹ giùm cái được không vậy? Đợi đợi xíu, tôi ẻ nhờ. Trời ơi, toilet mà cũng ẻ nhờ nữa. Chứ sao mày? Sắp sắp xong mày nghe tới nè, tới nè, tới nè. Trời ơi, sao nghe cái giọng quen rồi dữ vậy trời? Nhanh, trời ơi là trời. Xong, xong được thôi. Lẹ lên. Ẻ con miên đó trời. Tôi sắp ra tới quần luôn rồi. Trời mày ẻ nhờ đó. Trời chứ sao trời, không có gì mà ăn ẻ kịp thời hết trơn á. Mày biết sao không, cái câu chuyện nó dài, nó kể cho nghe nè. Đâu nè, không, nó dài dữ lắm. Dâu nó dài lắm nè, kể cho nghe. Trời ơi, sao thúi dữ vậy? Tao thấy nó hơi thúi thôi chứ có thúi gì lắm đâu. Cho tao này đi. Gọi này của tao nghe má. Ê nói nghe nè, mày lấy cái này rất là nhiều, mày đâu có xài đâu. Đâu má ơi, cái này mới là của tao, cái mặt mày thô thiển lắm. Ủa má ơi, thô tao xài mấy bước thôi. Thôi má ơi, nó thô xài nó uổng. Trời ơi, sao ê tụi bay, ai cho tụi bay tự tiện như vậy hả? Ủa má này mắc cười quá. Cái này tao xin phép chủ nhân rồi, bà Năm cho tụi tao mới lấy. Bà Năm cho để tao cho tao nè. Bắt con mày quá cái rồi. Người trời ơi, Quê ơi là Quê. Cái này là ngoại cho tụi nó. Ngoại? Ngoại già rồi ngoại đâu có xài. Nè, ngoại cho thêm đứa nào. Không, ngoại cho chứ con không có cho. Cho cái người lừa lọc nhà quê như tụi này là không cho, không xứng đáng. Ủa mày, không cho thôi, nói lừa đảo như mày. Mày không cho hả, mày trả hết mày về kiều ngon hả mày? Ngon sao không ngon? Ngon hơn nhà quê nha tụi bay. Ê, mày nói ai nhà quê mày? Tao nói mày á. Bữa nay tao không đánh mày, tao phải là Tư Hiền nghe. Đúng rồi, đập thấy ba đó cho tao. Thấy bà quay ai mày luôn, mày đừng chạy nữa nha. Mày chạy nữa. Đầu tao nè. Đập đi. Đập đi. Con gái con đứa cái mồm hổn như quỷ vậy đó. Hổn như quỷ vậy đó. Còn cái mặt mày kìa, cái môi thâm si. Cái môi thâm si. Còn con. Ở đây tụi nó dễ thương lắm. Ủa sao tự nhiên cái ngoại đang chửi ngon chớ, cái tự nhiên ngoại kêu dễ thương là sao? Trời, nó ở với ngoại bao nhiêu năm nay rồi, ở hàng xóm hay ngoại biết đứa nào hư, đứa nào là lừa lọc chứ. Tính cách nó vậy thôi. Thật sự cái mấy cái này á là ngoại già rồi, ngoại không có xài. Thôi mấy con xài đi. Nè, cho thêm mấy đứa hộp nữa đó. Dạ cảm ơn ngoại. Còn mấy đứa tụi bay nữa nha. Nó ở bển nó mới về. Nó chưa có quen mấy cái thói mà tụi bay bớt lại cái mồm đi. Hiểu không? Không. Ngoại con vẫn ghét. Ghét cái gì? Hết ghét rồi. Cầm đồ đem đi về. Đi về liền. Đi móc công hồ tao đòi lại ha nha. Đi đi. Đi đi ta. Đi ngoại. Cảm ơn ngoại. Nhiều nghe ngoại. Xóm ngõ gì? Con gái con đứa, đứa nào cũng như quỷ vậy đó trời. Ôi ngoại ghê luôn. Bao nhiêu mỹ phẩm xịn cho tụi nó. Trời. Ui. Ha, dễ gì mà bẫy được tôi. Đường xá gì mà toàn xịt với xịt. Thiệt luôn á. Tôi còn chưa có gia đình. Tôi còn chưa có người yêu. Tôi còn chưa được ăn Tết nữa. Răng này không có độc. Nhưng rồi cô yên tâm, không có chết đâu. Không có độc á. Ừ. Anh làm gì vậy? Cái lá này chỉ cần dạ nhuyễn rồi đắp vô, tầm 1-2 tiếng sau là hết đau à. Tôi giận nè. Cái này á, sau khi 1-2 tiếng đắp cái này xong hết đau á, là lấy cái này ra rửa sạch rồi để khô với vết thương. Đây, cô còn chỗ nào không ổn nữa không? Có. Chỗ này nè. Tôi bị trúng độc rồi. Rắn này đâu có độc đâu. Độc nó đang từ từ ngấm vào tim tôi. Độc tình á. Tôi đang lo cho cô á. Mà cô còn giỡn nữa hả? Anh còn chưa cho tôi cái in tư của anh mà. Anh hay Facebook cũng được. Hay là cho tôi tên anh cũng được. Anh gì ơi? À. Người gì mà lạnh lùng quá. Nhưng mà ấm áp thiệt.
trong trận mưa.